Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác phân phối camera an ninh AI View giữa tập đoàn công nghệ BKV và công ty cổ phần Biển Bạc. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 6, camera an ninh AI View do BKV sản xuất sẽ chính thức được Biển Bạc phân phối tại thị trường Việt Nam. Camera an ninh AI View được BKV ra mắt giữa năm 2020 là một trong những camera an ninh đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI. So với những dòng camera thông thường, camera AI giúp tiết kiệm chi phí đầu tư server, đường truyền cho khách hàng. Dữ liệu hình ảnh sẽ được xử lý AI Real Time ngay tại camera, không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng. Sản phẩm đã xuất khẩu sang Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới. Để có thể vào thị trường này, thì camera AI View đã vượt qua các bài kiểm tra và được cấp chứng nhận FCC, chứng nhận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ cho các thiết bị điện tử, đạt chuẩn OnVIP, chứng nhận sản phẩm tương thích với các hệ thống phần mềm quản lý video phổ biến trên thế giới như là Marston Genetech. Tập đoàn công nghệ BKV cũng đã gia nhập Liên minh An ninh và An toàn mở cùng với các tên tuổi hàng đầu như là Bosch, Qualcomm, Hanwha và nằm trong danh sách 150 đơn vị trên thế giới có khả năng cung cấp các giải pháp phân tích hình ảnh, video.